Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về việc ra quân tấn công trấn áp tội phạm ma túy và phòng ngừa tội phạm cùng hoạt động vi phạm pháp luật tại các vũ trường, quán bar, karaoke, quán pub trên địa bàn. Rạng sáng nay ngày 3 tháng 5, Công an quận Hải Châu đã huy động toàn bộ lực lượng tiến hành đột kích bất ngờ vào quán bar F3 Club nằm trên đường Chi Lăng thuộc phường Hải Châu 2, phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, Công an quận Hải Châu phát hiện nhiều gói ma túy được vứt dưới sàn quán bar nói trên. Một số khác thì bị lực lượng Công an quận phát hiện ma túy đang sử dụng dang dở, vương vãi khắp trên bàn, dưới ghế. Kiểm tra trên người số khách trong quán bar, phát hiện có đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tổng hợp dạng hàng đá. Đáng nói hơn, nhiều đối tượng vẫn đang trong cảm giác về ma túy. Công an quận Hải Châu đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện khá nghiêm túc và đã tiến hành kiểm tra nhiều cái quán bar, quán bắp trên địa bàn có những cái vi phạm. Đặc biệt là tối hôm nay, Công an quận đã tổ chức ra quân để mà kiểm tra cái hoạt động của cái quán bar F3. Qua kiểm tra là chúng tôi phát hiện được có nhiều cái vi phạm. Qua thử test tất cả người chơi ở quán bar F3 Club, Công an quận Hải Châu phát hiện gần 80 người dương tính với chất ma túy. Bên cạnh đó, nhiều nhân viên của quán không xuất trình được giấy tờ tùy thân, công tác phòng cháy chữa cháy lỏng lẻo, không đảm bảo. Nhiều loại rượu bia nước ngoài không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng shisha không rõ nguồn gốc. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc cái mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố, trong đó tập trung kiểm tra những cái quán bar, quán pub có những hoạt động vi phạm như là quá giờ quy định, cũng như những cái hoạt động liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy. Nghiêm cấm buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy là câu khẩu hiệu được đặt ngay cửa ra vào của quán bar nói trên, nhưng thực tế những gì diễn ra bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Có lẽ vì tấm biển được treo quá cao so với tầm nhìn nên có cũng như không. Thời gian tới, Công an quận Hải Châu cùng nhiều địa phương khác sẽ tiếp tục ra quân chấn chỉnh hoạt động của các quán bar, karaoke trên địa bàn nhằm quản lý và kiềm chế các loại tội phạm núp bóng hoạt động vui chơi giải trí này.